Chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Quý vị có biết Thanh Lan đang ở đâu không? Thanh Lan đang ngồi trước Phước Lộc Thọ, dạ sau lưng đấy, quý vị thấy không? Và bên cạnh Thanh Lan là chị Như Hảo, giám đốc đài Mẹ Việt Nam, và Tiffany Rothman, một tài tử Việt Nam tại Hollywood đấy quý vị ạ. Chúc mừng năm mới quý vị. Dạ, chúc mừng năm mới. Dạ, chào em. Đấy, khán giả đang đi ngang, đang chào mình đấy, vui quá. Bây giờ mình đếm 1, 2, 3, các mình chúc mừng năm mới nha. 1, 2, 3, chúc mừng năm mới. Dạ, đầu xuân thì không có cái gì vui bằng đi chợ Tết. Nãy giờ chị Như Hảo đi chợ Tết, chị thích cái gian hàng nào nhất? Mình chỉ thích cái, trước hết là mình thích cái con rồng bự, thật là bự, đẹp quá trời đã. Trời, sao rồi mà đúng ý nhau thế? Còn những gian hàng thì năm nào cũng vậy thôi. Nhưng mà mỗi năm thì cũng có thể là có những cái sản phẩm đặc biệt hơn một chút. Dạ, đúng không? Thì đúng ý em quá. Thưa quý vị, Thanh Lan cũng thích con rồng nhất á. Để tí nó quay con rồng cho quý vị xem rõ ràng nha. Còn Tiffany, Tiffany đi từ trên đó lái xe xuống đây có khó không? Đi Uber thì hơi Uber. Hơi kẹt xe. Dạ vâng, thưa quý vị, ai mà sáng chế ra cái Uber thật là đáng khen. Nếu không thì chết luôn. Hôm nãy Thanh Lan tới đây đó, quay mấy vòng mới có được chỗ đậu đấy ạ. Nhưng mà vì nghĩ đến quý vị trong ngày đầu xuân phải có một cái gì đặc biệt để gửi đến quý vị. Chứ nếu mà mình ngồi ở nhà nói chuyện thì thường quá là phải không chị Hảo? Đúng rồi. Dạ. Năm ngoái là tới Đài Mẹ Việt Nam. Dạ. Và năm nay thì mình đổi địa chỉ, đổi chỗ. Dạ, đổi là chỗ. Ra Phước Lộc Thọ. Chợ Hoa Phước Lộc Thọ. Chợ Hoa, dạ vâng. Sẽ vừa Phước, vừa Lộc vừa Thọ. Rồi. Hôm nay là mới gì được nấy ạ. Mà chợ Hoa thì là ngày chiều 30 Tết là sẽ không hết. Còn nữa. Dạ. Không còn nữa. Để ngày hôm sau sẽ là ngày diễn hành ở trên đường Bonsa, trên phố Bonsa. Đấy, có một năm mà thì Thanh Lan có được ngồi trên xe xích lô để đi dọc Bonsa. Và cái năm đó cũng gặp chị Như Hảo đó. Đúng rồi, xong là còn cái hình ngồi trên xe xích lô mình quý lắm ạ. Dạ vâng. Giống ở Sài Gòn ngày xưa quá. Lâu lâu được làm cô ba Sài Gòn. Dễ thương quá. Xe xích lô thì vui thiệt. Xe xích lô không có gì vui bằng lái xe xích lô. Ở đây không có xe xích lô á. Xích lô chỗ này làm gì có đường cho mình chạy. Bây giờ mà dì hỏi là Tiffany nha, là
Ở nhà tên là Bebe đó, dễ Bebe thương à? Lắm. Ừ. Ở nhà đó thì mà... nhỏ. Em tên là bé, tại vì có chút xíu à. Vì Tiffany đó là ở bên Mỹ này nhiều hơn là ở Việt Nam. Dạ. Cho nên không biết là con nhìn cái chợ hoa Tết ở Phước Lộc Thọ này con thấy như thế nào? Thấy nó hơi khác ha. Hơi khác Việt Nam nhiều, tại vì cái lần cuối cùng ở Việt Nam là Tết 75, rồi sau đó con đi luôn, chưa bao giờ trở về hết á. Sao giống gì có vậy? Dĩ nhiên là ở Việt Nam là phải to gấp 10 lần như thế này, tại vì... hồi trước 75 á. Dạ, nhưng cái con đường Nguyễn Huệ mình đi ngắm hoa mình sướng luôn. Gọi là chợ hoa Nguyễn Huệ đó, quý vị nhớ không ạ? Khi nhắc tới chợ hoa Nguyễn Huệ thì nhớ tới hình ảnh bố mẹ mình lúc đó còn trẻ, rất nhau đi chợ hoa, chứ lúc đó mình còn con nít. Dạ. Mình chạy lăng xăng mình chạy lăng xăng thôi. Mình đâu được mua bán gì đâu, mình toàn đi nhìn. Mà nhớ những mùa Tết mà mình có những chương trình trên đài truyền hình đó chị Như Hảo. Đúng rồi. Dạ. Nếu mà nói về chương trình của mùa xuân mỗi năm đó thì là chúng tôi ý nói là các anh chị em nghệ sĩ và đặc biệt những chương trình của Phạm Mạnh Cương đó. Dạ. Thì là chúng tôi rất là bận rộn vất vả lắm trong mùa Tết chào đón xuân á, là có nhiều chương trình lắm. Mình thương quý vị như thế nào, những ngày Tết á, phải là làm việc gấp đôi gấp ba để mà có những chương trình hay ho gửi đến quý vị. Và hiện tại á, thì quý vị có biết rằng Thanh Lan đang ngồi cười tươi như thế này nhưng mà lạnh lắm. Dạ vâng, hôm nay gió lạnh quá nhưng mà cũng cố gắng mặc màu mè cho nó ra vẻ Tết, chứ không lẽ mặc áo lạnh ra ngoài thì quý vị xem lại không đẹp mắt. Nên là quý vị ơi, thương cho nghệ sĩ quý vị nhá, lúc nào chúng mình cũng là xâm mình là lăn xả vào chết vì nghệ thuật ạ. Bên Tây họ có cái bài hát Mourir, Je veux mourir sur scène, tức là tôi muốn chết tại sân khấu. Nhưng mà thưa quý vị, Thanh Lan không muốn chết tại sân khấu đâu. Thanh Lan muốn trên sân khấu huy hoàng. Và ở dưới này quý vị vỗ tay nhé, quý vị nhé. Thì sao, năm tới thì có ước muốn gì? Năm tới hả? Thì thưa quý vị, quý vị cũng biết là Như Hảo cũng bước vào cái ngành truyền thông này cũng khá là lâu. Từ từ hồi cách đây hơn 60 năm rồi. Cho nên là năm tới đây là ước muốn là được retire. Nghỉ hưu cho rồi. Chứ không thôi là đâu còn đủ sức khỏe để mà làm việc. Tuy nhiên giờ này mà vẫn còn ngồi đây bên cạnh Thanh Lan, bên cạnh cháu Tiffany, thì rõ ràng là ơn trên đã thương mình hộ độ cho mình được cái sức khỏe được. Dạ vâng, thưa quý vị, chị Như Hảo rất là gân. Có chương trình nào ới một cái là chị phóng thay quần áo sửa soạn đi ngay, mà lúc nào cũng diện, lúc nào cũng đẹp lắm quý vị ơi. Thanh Lan phải nhìn gương chị Như Hảo ấy chứ. Cảm ơn Thanh Lan. Tiffany, sắp tới có phim nào đóng không? Đang audition cũng mong keep finger thì đó. Thôi cầu chúc cho được nha. Dạ vâng, thưa quý vị, nghề nào cũng vậy, nó rất là phải nhiều công sức và nhất là nhiều sự cố gắng để được đến tay quý vị tất cả những cái sự mong mỏi mà được ra mắt quý vị nơi này nơi nọ, đó là cả một cuộc đời chứ không phải là một ngày hai ngày. Do vậy nếu mà quý vị mà theo dõi chương trình thì quý vị sẽ thấy rằng chị Như Hảo đã là 60 năm hơn nữa chứ nhỉ. Yeah. Chị nhỉ, hơn, Thanh Lan cũng hát cũng 60 năm rồi chứ không phải đùa đâu. Còn Tiffany thì trước khi làm tài tử là cũng biết múa chứ, có tính từ hồi múa cơ. Tuần sau cũng có phải đi biểu diễn múa ở Don Rich Estate, chắc là gần Beverly Hills. Người ta sẽ tới. Không, nhưng mà Tiffany phải nói là Tiffany không à? Tiffany học cái gì xong rồi mới bắt đầu vô yêu nghề điện ảnh, rồi mới qua học. Cô này học điện cao ảnh lắm. Không, thì học xong hai cái bằng master, rồi học cả bằng MBA xong, rồi bằng MS School Psychology xong, rồi đi làm việc. Rồi có khi con cỡ 5-6 tuổi mới bắt đầu đi học kịch, mà vừa đi học kịch vừa đi học tiến sĩ nữa. Nhưng mà quá cố gắng. Thưa bạn Thanh Lan cũng như là thưa quý khán thính giả đang theo dõi chương trình,
Như Hảo phải xin giới thiệu thêm về Tiffany. Tên tiếng Việt của em là gì? Công Diệm Trang. Dấu nàng như Mười Thị Diễm Trang. Diễm Trang như là chúng có Diệm á. Không, không đúng là chúng có Diệm. Đừng nói chúng có Diệm nghe, anh xấu quá. Diễm Trang. Diễm Trang, dấu nàng. Mười Thị Diễm Trang. Gia đình người ấy. Nhưng mà để cho gì giới thiệu thêm nữa con ơi. Tại vì Diệm Trang á là con của một cô bạn cùng học ở Đồng Khánh với Như Hảo, đó là người đẹp Phương Thảo mà ba của thân phụ của Diệm Trang đó lại là ông gọi là bộ trưởng Bộ Giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa. Mà sau cùng không phải sau cùng còn nhỏ khi hẳn còn nhỏ xíu nhưng mà tại vì gì tưởng là lúc đó đâu có ông nào mà thay ba đâu, có không? Có hả? Có khi đó lâu quá rồi, bây giờ cũng không nhớ, nhưng mà vẫn nhớ là ông Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa Bùi Tường Huân là thân phụ của Bùi Diệm Trang. Dạ, yeah. Gia đình một cái rất là nổi tiếng. Nhưng yeah. Đúng rồi, nhưng mà còn trong lĩnh vực văn nghệ đó thì là cháu của chị Hà Thanh, ca sĩ Hà Thanh, dân ca Hà Thanh là bằng gì được nữa, gì ruột đó thưa quý vị. À, chúc mừng năm mới khán giả ái mộ Thanh Lan nhiều quá đây này. Dạ vâng, hồi nãy đến đó thì định mình đi chụp hình cho đã, mà mình chụp có một tấm là người ta lôi ra chụp 10 tấm nên cái ông quay phim ông mặt ông sưng lên, ông sợ tí là mình mệt, mình không còn hơi nói. Thanh Lan thì yêu khán giả quá trời, thành ra không dám từ chối. Không thể nào mà nói không được. Dạ. Nhưng mà ông quay phim thì ông muốn làm cho xong việc, cho nên Như Hảo mới xúi Thanh Lan. Dạ. Nếu mà cảm ơn quý vị, nói với khán giả mà dạ. Muốn chụp hình á, dạ. Cảm ơn quý vị, nhưng mà xin cho chúng tôi làm việc trước đã, quay phim trước đã, rồi sẽ chụp hình sau. Dạ, không sao, họ sẽ chờ tới khi nào mình quay xong rồi họ vào họ chụp. Nhưng mà hình như họ cười hơi to. Dạ vâng, thưa quý vị, ngày xuân á, thì ai cũng vui, ai cũng thích cười, ai cũng thích đùa, ai cũng thích đi ngắm những cảnh đẹp. Do vậy mình đâu có thể nào mà cấm người khác được. Đúng rồi. Dạ. Không biết đi, dễ thương. Dễ thương quá. Nó chơi dạ. cái trống hồi nhỏ mà lăn qua lăn lại đó quý vị. Không. Mà Thanh Anh có thấy không? Thế mình ngồi đây đó, mình thấy toàn là người Việt Nam của mình. Cái cộng đồng của mình ở đây đó, mình thấy là giống như mình đang ở Việt Nam vậy đó. Dạ vâng. Ha, một năm mình thấy là quá là vui ha. Mình ở đây thầy người Việt. Dạ. Mấy cái chỗ ở miền Bắc á, đâu có người Việt đâu. Bây giờ có. Không có nhiều người Việt. Dạ vâng thưa. Người ta mới đi hát ở Fresno về đây. Fresno. Dạ vâng, là Fresno là thì cũng là California đó. Dạ dạ dạ. Hello, dạ, đang quay dạ. Phim ạ, đang quay phim. Đấy quý vị thấy không, khán giả thương mình quá mà mình cũng không biết nói làm sao. Hello. Dạ. Boston ở New York đâu có cái người Việt. Chắc tại có tuyết hả? Quay xong mình chụp nhá. Đang quay 10 phút phim cho xin 10 phút nhá. Dạ, chúng tôi đang quay phim đó à. Quý vị thấy hôm ngoái bao nhiêu ngoái là khán dạ khán năm ngoái giả. Mà Thanh Lan quay á, xong rồi khán giả vào đứng nói chuyện luôn. Có những khán giả gan lắm, vào đứng nói chuyện với mình luôn, tại vì năm ngoái đi quay con mình thôi. À, năm nay mình có ba mình rồi. Khán giả vẫn thích mà khán giả vẫn vào rồi. 10 phút vâng. Thì dạ hello, chúc dạ. mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới. Vâng, mình nói chuyện khán nhau thính thì giả cứ toàn chúc đang dạ vâng, đang theo dõi cái buổi nói chuyện ngày hôm nay dạ. Của
ba chị em chúng tôi thì thực sự là mình rất là xúc động, mình nhìn thấy là bao nhiêu là người Việt Nam mình mà lại thương yêu nghệ sĩ đến như vậy. Quá là dễ thương hay Thanh Lan? Thưa quý vị, một năm có một lần thôi, Thanh Lan cũng biết rằng ra tới Phố Lộc Thọ này là sẽ không được thở một tí thì giờ nào cho mình thở. Đó. Nên là nhưng mà cũng cố gắng ra, tại vì gặp quý vị thì mình vui. À, như vậy quý vị thương mình hơn. Mà quý vị thương mình hơn thì quý vị nhớ nếu mà thấy Thanh Lan hát ở đâu thì nhớ ra xem nha. Đấy, trước tiên là ngày đầu năm là Thanh Lan sẽ hát ở hội chợ Tết tại Michael Square Park. Của bên giám sát viên Andrew Đỗ tổ chức. Các nhà hàng Diamond, Ui Diamond 123 lung tung. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn, tí nhá, 10 phút nha. Đang quay talk show, dạ. Cảm ơn nhá. Đấy, đấy, ông quay phim mà cũng còn phải cười. Ông không có hiểu gì hết trơn. Mà ông biết, ông thấy cái không khí là ông cũng phải biết là phải cười thôi chứ làm gì bây giờ. Dạ vâng. Thế bây giờ mình nói về cái chuyện của mình đi. Bây giờ mình bị phân tâm quá. Nãy giờ bị phân tâm. Dạ. Rồi, bây giờ muốn nói chuyện gì nè? Dạ, thì đấy. À, hồi nãy thì chị Như Hảo có tâm tình với chúng mình rằng trong năm mới chị muốn ngưng lại không làm việc nữa, nhưng mà chị Như Hảo ơi, theo Thanh Lan nghĩ thì Thanh Lan thấy chị còn nhiều sức khỏe và nhiều sự hăng hái lắm, thì mình cũng cố gắng mình đem đến cho đời được đến chừng nào thì hay chừng đấy, chứ Thanh Lan thì chắc không muốn bao giờ từ giã sân khấu hết. Còn Tiffany thì sao? Không, không muốn bao giờ từ giã. Không bao giờ muốn từ giã. Ưa đóng kịch, ưa đăng, đóng kịch, ưa nhảy múa. Đây hả? Dạ vâng. Thì hôm nay như vậy thì chúng ta đến đây chắc là chúng ta lại chúc Tết rồi. Dạ vâng. Dạ. Thì bây giờ mình biết nói gì bằng là chúc Tết. Dạ. Thực sự đó. Dạ, thực sự là bây giờ Như Hảo là người xưa lắm rồi, chứ không phải là người còn trẻ. Quý vị biết rồi mà, từ Việt Nam qua đây mà có trên 60 năm trong nghề rồi, thì Như Hậu cũng xin được chúc một cái câu rất là gọi là cái câu nếp của người Việt Nam khi mà chúc Tết là đầy đủ hết á, là an khang thịnh vượng, hạnh phúc và thịnh vượng đến với tất cả quý vị đang theo dõi. Dạ, vâng, chương trình của Thanh Lan hôm nay. Dạ, cảm ơn chị Như Hảo. Xin lỗi là cướp lời chị, người ta hay nói an khang thịnh vượng, nhưng mà chị Như Hảo là đặc biệt hơn, lại có hạnh phúc còn vào giữa nữa. An khang, hạnh phúc, thịnh vượng. Dạ, dạ vâng, thưa quý vị. Cái đó là cái câu nếp của người Việt Nam mình chúc đó. Mình tự an khang thịnh vượng. Một cái câu đó là nó đầy đủ. Hả? Dạ, nó vừa an khang được cho sức khỏe rồi, dạ, bình an rồi đó. Dạ, vâng. Rồi hạnh phúc là phải có tình yêu thương. Không, không phải là tình đôi trai gái mà gọi là tình yêu của gia đình, tình yêu, dạ, của bố mẹ, tình với yêu con thương. Con, dạ, đối với bố mẹ, rồi anh chị em đối với nhau, rồi thịnh vượng là đầy đủ giàu có tiền bạc vô rủng rỉnh. Người ta có cái câu là tiền á, thì á, vào như là nước, nhưng mà bây giờ Thanh Lan thêm vào là nước robinet, là tại vì sao nó vần với cái câu sau là tiền ra thì nhỏ giọt như là nước, như giọt cà phê. Cà phê. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Và trước khi mà dứt chương trình mời Tiffany chào, thì Thanh Lan xin cũng kính chúc quý vị được một năm mới, muốn gì được nấy ạ. Chúc Tết an khang thịnh vượng. Dạ. Dồi dào sức khỏe, trăm năm hạnh phúc. Và Như Hậu xin hẹn lại với chương trình của Thanh Lan vào năm tới. Tết năm tới nha. Vậy mà đòi retire quý vị ơi, đòi Tết năm tới chương trình Thanh Lan thôi. Dạ, còn vâng. Đài Radio Mẹ Việt Nam thì không biết. Dạ vâng ạ. Sẽ như xin thế kính nào. Chào quý vị ạ.